Chị mình to xong mình chơi nhờ Cô tì bày vẹn tì bì. Ở xong tốt. Vẹn tì bày cô tì bì xong tốt. Bà thiên là bọt cô tì bì. Tốt xin nạ, nẹ miên bà đại bày đật. Bày tỏ, nẹ cro mà đại bày chiến, cứ chỉ đường trầm trời. Ta tốt xin nạ, nẹ miên mà đại bày tỏ, nẹ cro mà đại bày chiến, bất chỉ trầm trời, đại rửa tỉ. Đã mấy chú lấy nâng xâm nôn ní, luộc sau ông xâm bán. Cứ chỉ nẹ, bái kỳ chuẩn, chiến tranh mục mò thua ca còm trổ, hồi luộc cao lần đi, chia bái kỳ chuẩn đại tranh mục mò thua ca, bạn đầy sản. Xôm bài kỳ chuẩn nâng cân nạc cam ca triềm. Chuyến đó vẹn tì mùi chỉ vẹn bằng chun xả com trô được có bạn để sàn lơ bật thiên ở bọt rì dạ bê bay nè tì bê lưu xâm lên chuông mê ni thả ọc mong hỏi. Xôm bằng chuyến bài kỳ chuẩn tì mùi láng bằng chun com trô lơ bật thiên ở bọt tu xa nạ nẹ miên mần đài bày tó nẹ cro. Cứ mà đại bày chết, cứ chỉ đường trăm trời. Lúc miên này dạp bê bay này tì, xong chừng. Hay sợi phép nông càng quý rưu có đào số, cứ chỉ sợi phép bỏ bài kỳ chuẩn, xong chừng. Bà xong ọc quân, hay xong chùm riêp rịch riêng, lên chùm riêp xu tiết đấy, phụ dương đào bình dương sợ bài đấy. Bà. Hay khi nhóm có ọc quân đào cả lại tiểu xã môn ni mần tách, đại bàn áo chùm riêng chùm ra lưu bì chân môn mùi chùm hiền tiết. Hãy ní cứ về chom bật thiên là bọt đang là mong thả vì ai thà nẹt chân em mình đây là bay đòn thì hãy nhóm của mình ai tranh bay đòn bàn tay bà hãy khi nhóm control lơ bật thiên là bọt thà nẹt miên cứ mình đây là bay to nẹt cro cứ mình đây là bay chít ní khi nhóm xong vô cả thoa pì vô một nị dễ cứ thoa thì mỗi prum bị hia thoa trăng chấm nói thà đây dương miên mê ta cả là na mụ tị ta ốp bì kha chân khi ông dây hướng mụ tị ta men miên ấy ta khơi những cái miến hơi từ chuyện này đến cái thế hơi đành hơi từ phở bịa tha miên mà đây là bay to thế cứ chia pê rồi cả cam muối trong chui nẹt cro mà ao căn từ miên phần năng thì anh tìm mùi tìm pí cứ dương bậc căn từ lư ở đây nhà sal pram mà trong chấm nói musa via tia về đẹp mình đi sạc kha bật đèn sạm mà thì gì mị chân khi ông này dễ nít cứ ở trong tôi phát đòn tia trên nền đi nè na và này dễ giả cọp đi nè na đây khi ông còn tại trong control tha rừng nít cứ chỉ rừng bật mà rừng nít cứ rừng bật trong tha tia muối dương mưa là bột salad cồn nó mình salad đi nè mình phải có thể salad đôi ở bột đi nhỉ bạn hãy bịa tha nẹp miên mà bịa tha nẹp miên xong mà nhẹ chạy đánh miên đi miên chấm này miên bạc nhá miên smart ở đấy miên cầm lăng cái hãy nâng miên trộm. Chẳng dừng ưu thì họ chôn cao còn ta quát miên trộm. Bần tay chạy đón bàn côn màu. Cầm lăng có on. Bần nhà có on. Sama ở đây có on. Chẳng miên đây thà nâng ọt ai to bàn thế. Vì to trộm bàn thì to bần nhà mình bàn. To cái xăm bật tia mình bàn. To chùm này đăng mình bàn. Cứ nhé bà. Hay là nâng có hào thà chè bà. Nâng cứ hào thà chè. Ní cứ chìa chùm nội mùi. Thấy chùm nội mùi tiết cứ khi nhóm miên bịa muối thà bà con nẹ lợn ngúng ai khai từ chỉ nẹ prai bán hay con nẹ cỏ ai khai từ chỉ thầy bán hay sầm nang men tén đời xa thì khi nhóm chập tới chom bờ thiên là bọt quầm tro từ tiết hay mà giang nữa khi nhóm mình trâm tới cỏ tới cầm bia tiền ở bục tiền bàn đai tiết hay khi nhóm phước luôn nói khai từ chỉ thầy bán chẳng khi nhóm tháp bờ thiên là bọt nó cứ bứt từ men tén mỏng cứ bà bứt men tén chom cả âu mỏng thế bà và trăm cơ ấu hai mũi tiết cứ tha nhom nó khơi đó là mình cái hao tha này giờ chùm riêng dân mình nên và cứ ở đây anh na cốt ok robot nè sự thật nó không đại gì robot nè cái chia cam và rất robot nè anh ấy cứ chia cam bớt miên năng cro mình sầm khăn đi mà sầm khăn bom phốt cứ dân chấp vô cả na cốt năng ở cả dân người bạn ở quần bạn alo chị bạn tỏ xong chuyên cho đò bay cái chuyên bạn để sai tình mà đón
tu sân nạn nạn miên bần đài bày tó nạn cro bần đài cư bần đài bày chết chưa đường trầm trời xôm bách dân lang mình chôn xa bắt để sai từ lâu bên thiên bọt xôm chừng bà alo bạc nhôm cả na xôm cả phải cùng bọn bà hai xôm cướp trong phu cả nạn cam ca việt làm lấy cả đôi chỉ ở lâu được xây để miền bọt miền nơi thì ni tu sân nạn ni nhôm xôm ao nhà đọc nia xôm một thiên bọt mở hai mở tiệt bà vì pru ấy tu sân nạn nạn miên bần đài bày tó nạn cro bần đài bày chết cư chỉ đường trầm trời bởi tam smart ở đây rồi bỏ topic mới này bà thiện bọn mới này cứ bay to được gọi bay chiết này cứ gọi trong sầm đào cho lớn bay chấm non bà này tha bờ chị ta chị đôn nè miến trái nữa cò tao mòn mạch không phân tân nào thì trong nhà chẳng nữa hay bờ sân chị ta chị nè cò với trái mạch phân cái đơn tầm miên vậy à từ nãy có trong dạy thành chẳng hay biết tha miên rư có cò cái lại ní được bọn sầm bạc qua bàn ở bạch chạm mình nhất nhung agree bạn ấy tha thời tầm miên tầng chấm nê miên tầng chấm niên miên tầng ấy chẳng ó đá quát đã trộn sầm bát nơi thằng cày trong nhung cài đoàn tích gì nhung vô trộn sầm bát nặng một mình bị pru ấy không smart đây là bo bị ní cứ cái trong sầm đào lên nè miên lôi mòn miên trộn sầm bát mòn bữa nay anh miên trộn sầm bát chạy nè anh đào cò mòn chẳng à tầm đấy ní bữa ở nhung thì vậy với nhá nhung tha tuột nặng ní là ó bàn tay mình trầm trừ mấy bữa nhung tha là ó nè miên mưa hái phay mòn cài cò nè cò mơ hói mà đó nè cò mơ hói mày đang ở nè ở trong cò chẳng tiệt đi ok bạn chẳng không phân ở miền vịnh chẳng xuống là ở tôi sẽ nói cứ là ở miền tây bằng riêng thằng nè miền bằng riêng thằng nè cò tại xuống là trời ở trời chẳng bữa trời bài thay dương từ tour score thay viên chân món à nó cứ thay đăng từ đo ngay đo khái khai bài logical time á vì mình mong mà vía đo ngay đo khái cò mòn ok bạn với đo ngay đo khái miền chẳng mòn ok chẳng vì ai trầm trời bán thế tôi sẽ nạ muốn cứ khó thẳng strong tôi sẽ nạ muốn bán mùi bị bấy anh cứ khó thẳng strong hạt đấy bao nhiêu nhóm tha khó thẳng strong bị phụ ấy đam bay ơi mà đừng mà nẹt châu chơi bán cốt mình men băng bay từ lơ quạt cho nó ăn thịt bấy hay sri chi á mà men băng bay từ lơ quạt nó là third generation này mình men này cứ băng bay lơ quạt hay băng bay lơ cả ta chỉ tràn đại nhóm chia tha việc mình bao dương chẳng bỏ lọt chẳng thật trái bàn dễ cho rán này cả ta cứ tràn mềm tên mỏng bà cứ cả ta cho rán á để thua ở dương miền dương bàn chẳng mùi tiết phong đấy nhóm trong một chạy mong thay thà Robert Kiyosaki gọi bàn dễ chẳng bà sắp phơi Rich Dad Poor Dad nè ok có thà nẹ miền ngày ngày chung ngon thà nẹ khó hủa đòi biểu mịch hay nẹ có chung ngon thà nẹ miền nó rốt xì đòi biểu mịch ok mà chẳng như phô nẹ miền có sủa lấy và có đăng thà nẹ miền gọi miền mấy thà nẹ có trong đăng mấy có thầm bơm phép đăng này tại bởi nẹ có với trong đăng thà nẹ miền miền đòi biểu mịch và bạn đăng thì ok bà tại à bà đắng nè cứ chia chùm nuôi muối thôi qua không phân khăn mình tên là bây rút rốt xoay rốt tao rốt rốt xoay rốt cứ khởi nhỉ chân sợ mà bánh mai tha nẹ miên càng tầm miên nẹ có miên nẹ có miên chi phía mà chung phong đài bởi mình chưa ai cả lệch mơ phải thấy api vọt bàn bà chân khiêm sông bà để xa thằng xong bà xong bà cùng chia bàn tỏ xong chiên đò vẹn xong nùa chậm lỡi nông niêm nhóm chỉ nẹ xong rộp rúa xong xong thua ca chập đà mùn bà nẹ khang chia sẻ từ khang bạc đề sản bà nẹ mình chưa ta tốt sản ni tha trầm trời tím tờ nẹ ai bằng hai bàn tế thả nữ miền cua xa rồi còn nẹ miền bẩm bán nẹ đài vì khóc bị tu sân nạn nơi khăn nông cam bởi chia dương thì dạ bê bay rồi cho nằm này alo bà rạp bán bay chùm nón luôn vậy tha phải chờ ai bay dụng chân vì bay rồi cho nằm cho nhóm xong ai bong chui xuống mà đòn thiệt bàn thì bà ok bà bây giờ chân bà để sai mình miên chùm nửa thà tốt sản nạn miên bay to nè crom đại bay chết chỉ đường trầm trời nè ngày hai cầm chia dân con xua mỏng thà cho nơi khăn ông cầm chia này rô mớ khơi cru xa nát đại viên miên lực bị bay to ok bà ở con tràn bóng ok các bất xâm đối cứ miên sản xâm khăn mềm tên bần tay nhóm ọt nguyện đề bệ mối bóng ấy nè tại mềm tên xâm đối ọt cú xua thằng bà để bọt sọc mày vì bố ấy bà để bọt sọc mày dưỡng dưỡng cho lòng cạt sẵn kriêm nơi chân nằm một bọn ok tăng bí chất bốn hóa đó chất sắp rám thôn thông mềm tên và bí chất bốn
ចិត្ត 5 រហូតដល់ចិត្ត 9 មកសុំទោសអូខេហើយមុនហ្នឹងក៏មិនស្រួលប្រហែលដែរបាទបើយើងមានគេហៅសន្តិភាពឬក៏សន្តិសុខពេញផ្ទៃប្រទេសហ្នឹងមិនមែនតើតាំងពី98មកទេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយមែនតើទៅគឺប្របាក់យកប្រទេសកម្ពុជាមកធ្វើជាឧទាហរណ៍មួយដ៏ស័ក្តិសមណាស់តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅជាមួយខ្ញុំបាទឆ្លើយរឿងចាក់ប្រធានតិចទៅបានន័យថាបើសិនជាយើងក៏លេចមើលប្រទេសអភិវឌ្ឍវិញសួរថាប្រទេសអភិវឌ្ឍមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគេកំពុងតែអភិវឌ្ឍមនុស្សគេឲ្យមានកាន់តែទៅជាក្រអាក្រទៅជាមានឲ្យប្រជាគ្នាពេញសង្គមហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចតែបើយើងមើលមែនតើយើងទៅប្រទេសអភិវឌ្ឍយើងឃើញហើយអ្នកមានកាន់តែមានពីព្រោះគេមានបែប systematic គេមានបែបគេមានក្បួនច្បាប់ក្នុងការមានរបស់គេអូខេគេមានភាពកក់ក្ដៅរបស់គេក្នុងការរក្សាភាពមានបានរបស់គេហ្នឹងគឺសឹងតែថាភាសាខ្មែរហៅតកូនតចៅតែថាចៅលួតមួយទៀតណាអូខេអញ្ចឹងទៅដល់ហ្នឹងតែចំពោះប្រទេសអភិវឌ្ឍទាំងអស់នោះវិញអ្នកក្រក៏យើងកម្រឃើញណាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានយើងមាន homeless យើងមានអីយើងឃើញនៅអាមេរិកអីក៏មានប៉ុន្តែសួរថាប្រមាណភាគរយតែបើយើងនិយាយ average វិញគឺច្រើនមែនតើអញ្ចឹងវាជាចរន្តមួយជាចរន្តមួយដែលវាទៅគឺថាអ្នកមានគឺមានបាទកើតកាន់តែមានភាគច្រើនហើយអ្នកក្រគឺអាចថានឹងមានហើយមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយបើមិនមានទេក៏មិនក្រលំបាកវេទនាបាទពីព្រោះអីបើយើងនិយាយពីអ្នកក្រស្រុកគេវិញយើងមិនអាចប្រើពាក្យអ្នកក្របានទេស្មើនឹងមជ្ឈមស្រុកយើងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងចំពោះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគិតថាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំនៅតែឆ្លើយថាយើងពិបាកក្នុងការឆ្លើយមែនដោយសារម្ដងពេលនេះគឺ second generation នេះខ្ញុំអាចនិយាយយើងបានថា second generation នេះព្រោះជំនាន់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺអាចថាជំនាន់ទី1បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអញ្ចឹងពួកខ្ញុំជំនាន់ទី2អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបដិសេធដោយសារអីដោយសារអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមកពីក្រុមគ្រួសារដែលក្រីក្រដែរអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំក្រអញ្ចឹងគួរតែខ្ញុំត្រូវក្រសិនចាំកូនខ្ញុំចាំមានព្រោះវាមិនត្រូវបីតអញ្ចឹងណាខ្ញុំមានខ្ញុំខុសបាត់ខ្ញុំចូលអាពីតអូខេបាទអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺវាអត់អាចបាទមួយទៀតផងដែរការមានបានហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យច្រើនណាស់បើមែនតើវាមានកត្តាច្រើនមែនតើអត់មានមកអង្គុយចាំអញ្ចឹងបានទេវាមានកត្តាតាំងពីនយោបាយកត្តាតាំងពីសេដ្ឋកិច្ចកត្តាតាំងពីសុខភាពខ្លួនយើងកត្តាតាំងពីក្រុមគ្រួសារខ្លួនយើងកត្តាដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនតាំងពីដើមទីអញ្ចឹងតាំងពីយើងខ្លួនឯងនឹងជាកូនទីប្រមាណក្នុងគ្រួសារទៀតនោះនិយាយទៅគឺកត្តាទាំងអស់នោះបូករួមសុំចូលគ្នាបានអាចកំណត់បានថាយើងមានឬក្រមិនមែនកងយើងជាអ្នកកំណត់ម៉ាយើងអ្នកកំណត់ទេបាទសូមអរគុណច្រើនអូខេជាបន្តសូមចូលទៅបេក្ខជនគ្រប់គ្រងវិញម្ដងមិញខាងបដិសេធគាត់នៅតែបដិសេធអញ្ចឹងថាមិនគ្រប់គ្រងទេទស្សនៈអ្នកមានមិនដែរបីតហើយអ្នកក្រមិនដែរបីជាតិនោះជារឿងត្រឹមត្រូវឥឡូវនឹងលោកខាងគ្រប់គ្រងតើមានលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រអ្វីខ្លះដែលលោកអាចសំអាងថាទស្សនៈនឹងវាពិតជាត្រឹមត្រូវសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណរឿងពិតនៅក្នុងលោកនេះមិនមែនคล้ายទៅជារឿងមិនពិតដោយសារអ្នកណាម្នាក់បដិសេធវាទេទេដាច់ខាតទេបើសិនតែគ្រាន់តែបដិសេធរឿងពិតហើយរឿងនឹងคล้ายទៅជារឿងមិនពិតប្រហែលជាគេលែងមានតុលាការហើយប្រវត្តិសាស្ត្របានចារយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅក្នុងពិភពលោកមិនមែនតែប្រវត្តិសាស្ត្រចារតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែមួយទេហើយអំបញ្ញមិញវាគ្មិនខាងបដិសេធថាយើងមិនគួរលើកយកអាណប្រទេសកម្ពុជាបាទមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ទេឥឡូវខ្ញុំសុំទៅវាហួសពីប្រទេសកម្ពុជាអាណាចក្ររ៉ូម៉ាំងបាទมันបាន3ជំនាន់ទេបាទអាណាចក្រអង្គរយើងក៏អត់បាន3ជំនាន់ដែរអាណាចក្រនៅអេស៊ីបក៏អត់បាន3ជំនាន់ដែរអាណាចក្រនៅទូគីក៏អត់បាន3ជំនាន់ដែរហីបាទអញ្ចឹងកាពិតអានេះគឺថាពិតប្រកបមែនតែនហើយបាទពិតប្រកបមែនតែនហើយមួយទៀតខ្ញុំសុំទាញមកវិញថាដែលខ្ញុំខិតខំស្រាវជ្រាវនៅពេលនេះហើយឡើងមកធ្វើការជជែកដេញដោលដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដែលបានតាំងជាជំហរក្នុងការជជែកដើម្បីយកជ័យជំនះទេគឺខ្ញុំចង់ទៅសេជាសិភៅមួយដោយខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រធានបទការបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំនេះខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបានខ្ញុំដាក់ចិត្តស្រាវជ្រាវហើយខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅខ្ញុំរកឃើញថាពិតប្រាកដណាស់មានមិនដែលបីតក្រមិនដែលបីជំនាន់ហ្នឹងគឺពិតប្រាកដណាស់ទេបាទហើយចំពោះបងប្អូនដែលនៅទីនេះខ្ញុំគិតថាភាកច្រើនសិតតែចេញពីអ្នកក្រទេបាទហើយឥឡូវនេះយើងខ្លាយទៅជាអ្នកមានខ្ញុំក៏អញ្ចឹងគាត់ក៏អញ្ចឹងបាទហើយវាក្មិនខាងដើមនិយាយមក15នាក់សឹងតាំងតាំង15នាក់ហេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនខ្ញុំម្នាក់ឯងគ្រប់គ្រងទេអ្នក15នាក់ដែលឡើងមកធ្វើវាក្មិនមិញគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហេបាទគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហើយគណៈកម្មការសំបីតែអ្នកសួរសំណួរខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលហ្នឹងក៏ជាកូនកំព្រាឪពុកដែរហើយមានធម្មតាដែរហេ
hay thằng ngày ní mò khai từ chị nẹ sao chưa điều phịp chị nẹ đặng nõm ba hay dương thử cất tha ca bất tranh pin co hồn co chỗ cho năng ở ban phăng nưng ba hay mò khai từ chị lục cũ hay mến cũ ba nè thoa mà đa tiết được nhom sờ lanh bịa quạt mà kia có tha bong bong ai ở cha bản ná mình dùm khánh nè bản đặc nhom cũ ba bằng ấy nha nếu bật lôi thoáng tham mau cù bọc nhom tiết hơi xong dòng bát nó kì hao cù sang tạc la vật đây hết giờ lâu còn tách nhom tàu hao cọt cù bà hơi dân cất mưa miên từ sáng ngày vậy nè miên toàn bàn tàu mà đầm no tiệt phong nè bà cái nhé nâng này hơi khi nhom gì ủ tiêu ho môi tiệt bà pel đại khi nhom chọc phơi cá ổn tạ máu hay khi nhom từ phơi cá nó cầm hồn sẹo côn nè miên côn chân mà miên men ten mà chỉ lan từ riêng bà hơi phơi cá ô cái lip men ten bà đó là bây giờ hai chiếc đọc cho năm cơ máu tê mà xông càng như nhóm thử nhóm thả ớ mến với miền ọt bay to cơ ọt bay chiếc mến ọ cùn vậy xông bà tó chung phù bài kỳ chân con trô bà xân chìa bài kỳ chân con trô tờ lưu bà thiên bọt thả nẹ miền mần đài bay to rồi có tốt sản ạ đài nì dây thả nẹ miền mần đài bay to nẹ cơ mần đài bay chiếc ta nẹ bất chỉ còn trô trong ở khơi biết sana để cầm và chia nấng cứ nẹp miên cứ về mà đại bàn bày tỏ hơi nẹp cỏ về nơi tầm mà đại bày chết cả lập trận đang là hột chân tới được rồi mình maintain tới bên để khi ông lư sầm nuôi để khi ông rụng hợp chất maintain bà ok hơi cáp bớt mà nuôi và đại pro pi nẹt cọ từ nẹt miến mình đại miền mình nuông nước miến chết tận nà cọ thì cứ chịu mình nuông đại miến chết tận nà là o hơi cá bất clear này cứ chịu clear đại miến chết tận nà là o khắng nè cái hơi chịu cá đặt tươn xem mà ở đây đào nẹt miến hơi xông bay ta việc mình khẳng bại để xét có tụt tua score đấy mấy nhỉ và còn ta lư sâu ta clear nắng nẹt miến thấy cái gì và chấn cá bất dương ắt ban sầm đau tha trong ngồi nẹt miến nắng tập lọp tập căn cọ thì và còn tay dương trong bình nhẹ xem mà ở đây đào nẹt miến tha complete luôn cái và bờ nẹt thuê bờ hết nẹt nâng khai từ chuyện nẹt cỏ hơi bờ sân chuyện nẹt miên ở phục mà đai đại chuyện nẹt phục cai nè ba bờ cai ở ai chạy đường lệ khnề ban thế âu bờ cai cứ bờ cai bờ âu tại bờ côn vừa là ngung cứ viên âu ta là ngung nẹt na khi từ chạy về ban chẳng bàn dương trâu cao phải dắt phải dây nè cái đâm bơi có phải dắt phải dây hơi dương trâu kết bờ sân chỉ cái cỏ tiết bọt khăm kia thế tại bờ sân chỉ dương miên hay tàu cỏ bị khăm kia nè chân cặp bên này đi kia thử ở phải chân hơi kịch khơi như hơi nó không phổ biến từ xa chuyện sẽ đánh về chân men cứ bị ọt bàn bay to và chân bán kia vô cả nắng một đa tươn và cran rụm lực hơi khi nhóm xông từ lọc từ căn phổ biến từ xa thêm bằng tích tiết mà buộc nhóm cặp bất châu chất sao chưa được phổ biến từ xa mình tên hơi mê đắc nom đây là bay tiếng ọt nông thì phục lộp nó không miên nổ na mà nét đây khi nhóm mình xóa thì và tăng tí và phổ biến tăng pi lau chư tăng pi Alexander the Great mao Napoleon Bonaparte mao nhóm sáu chư điều mao là hốt đó là Adolf Hitler chân nhóm sáu chư điều tràn mền tén hết nhóm khơi chạy sẽ đánh cứ chân và vì ọt bàn bay tầm nó ok dương mới và ri chữ vuông muối và sốc hô tì khom răng từ bậc cơ và nô cô muối bầm bay chân pi anh chạy khăm ai thế và tì bầm phớt từ ri chữ vuông sốc hô tì nó có đua lùm bát từ cầu máu bàn riêng chủ vong ở Yết Chi, riêng chủ vong ở Yết Chi đang bàn tham mình tích cỡ đua rồi lôm bắt tới không một tật đâm go bọt vì không ai tiếc và ti bom phốt và cứ riêng sầm anh mà nẹt bàn tới tăng và bàn khai khôn luôn từ chỉ phải mà hạ sát ông ti mui này này đánh bờ riêng chi này chặt thấy và cứ cọt một u thòng bắt tới nắng và cứ là bà chẳng cứ dân dân thở cất mới cặp bất mê top thom mà đa mà nè sao bà đại tranh bị côn nè cây cỏ sao tại đòi xa tại nè miên đại lang đo từ thứ đánh nó vừa ăn thế cái nhé tuy bom phốt mê top từ bị bắt từ bòn dân nó lang từ ban từ bạc cắt luôn chia sẽ đánh và bạc cắt luôn từ chia sẽ đánh và hơi sẽ đánh nứng cứ đánh miên chung một tháp bà phốt tùy dột và chủ là lố dân hai thằng rama mùi và rama mùi hơi bọn to đi chủ vùng nâng màu bạn chẳng cứ tha mình miên thì hơi ở lớp phải dắt phải dạy nhưng cứ mơ rò ngày nè anh ấy dễ chạy sẽ đây mong tất được phép bắt cho bọn mong sẽ đây thấy là sau đi mấy đi ở sau miên cái group đi cái ở đôi giờ đây nhờ phải đa rồi bỏ phải ông thì bạn ở quần bà xong cho lòng cho từ bài kỳ chuẩn bạn để sai mình mà đón
េជ្ជជនបានបដិសេធថាប្រធានបទនឹងមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវឬក៏រឿងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមឧទាហរណ៍ថាគ្រួសារអ្នកមាននីមួយនីមួយដែលមាននៅលើលោកយើងនេះគឺតែងតែមានកំហុសឆ្គងគឺតែងតែមានបញ្ហាក្នុងការដឹកនាំអញ្ចឹងហេតុអីបានបេក្ខជនហ៊ានបដិសេធថាទស្សនៈនឹងមិនត្រឹមត្រូវបាទអរគុណច្រើនបងចំពោះសំណួរដ៏មានអត្ថន័យនេះខ្ញុំនៅតែបដិសេធដោយសារជាការពិតការឆ្គាំឆ្គងការឆ្លោះឆ្លោយតែតែមានឆ្លើយតបជាសំណួររបស់តែបងបានសួរខ្ញុំណាប៉ុន្តែខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងស្ពីកខ្ញុំមុននឹងតិចហើយថាមានឥឡូវខុសពីមានពីមុនពីព្រោះអីមានឥឡូវគឺគេមានបែប systematic បែរថាគឺគេធ្វើឲ្យមួយគេមានការគិតគូរច្បាស់លាស់ស្មាតទៅបើយើងកំប្រែជាមួយការបិចេញពីពលពតវិញណាអ្នកមានតែចេញពីពលពតមិនតន់គួរឲ្យមិនមតនៈឯងខ្ញុំហើយហ៊ានសុំនិយាយចឹងប្រហែលជាប៉ះពាល់របស់លោកពូលោកមីងលោកអ៊ំទុកតាលោកយាយអីខ្លះប៉ុន្តែមិនតន់គួរជាទីមតនៈឯងបើសិនជាមានសម័យឥឡូវឬក៏មានសម័យក្រោយឥឡូវនេះទៀតបានហៅគួរជាទីមតនៈពីព្រោះអីគឺប្រកួតប្រជែងក្នុងភាពស្មើភាពគ្នាប្រកួតប្រជែងក្នុងទស្សនភាពមួយស្មើភាពគ្នាអញ្ចឹងសូដាការខុសឆ្គងមានអត់មានប៉ុន្តែមានរហូតដល់មិនដល់ថ្នាក់ដួលរលំក្រុមហ៊ុននឹងបានទេដោយសារអីដោយសារគឺអ្នកមានគឺគេគ្រប់គ្រង business គេបានល្អណាស់ហើយដូចបងបានលើកពីមុនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាមានខាងគ្នាបានលើកដែរគឺគេជាការទៅកូនគេរៀនតាន់ចប់ដាក់ទី5ផងគេអាចប្រើបណ្ឌិតបានក៏បានដែរអញ្ចឹងគេឆ្លាតណាស់ហើយជាការកូនគេជំនាញខាងការប្រើនឹងទៀតប្រើមានប្រយោជន៍របស់គេទៀតព្រោះក្នុង business មួយមួយវាដូចជា iceberg បាទដូចជា iceberg ដូចជាដុំតកមួយអញ្ចឹងដែលយើងមើលពីខាងក្រៅទៅជុំស្រួលវិញរោស៊ីជោគជ័យហ្មងដាក់ទៅដល់ជោគជ័យហ្មងតែក៏ប៉ិតនៅក្នុងក្រុម iceberg នោះនៅក្រុមតកនោះវាមិនដឹងស្អីខ្លះទេដើម្បីវាធោអាតកមកដុំនឹងឲ្យវាឡើងផុតពីផ្ទៃមហាសាគរបានអញ្ចឹងបើយើងនិយាយសរុបមកវិញបានន័យថាវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យហើយក៏មិនមែនស្រួលហើយ iceberg មកដុំនឹងក៏មិនមែនងាយរលាយដែរបើវាងាយរលាយមិនមែន Titanic ដួលងាប់ស្លាប់ប្រហែលអ្នកអូខេបាទ check and roast ស្លាប់ check អស់មួយបាត់ទៀតឃើញហ្នឹងតួអង្គ Titanic ណាអញ្ចឹងបានន័យថាវាជារឿងមួយមុំតំខ្លាំងណាស់វាមិនចេះតែដួលស្រុតបាក់រលំរលាយសាច់តែយើងគិតថាវាជាបញ្ហានោះទេហើយមួយទៀតផងដែរខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងសម្បត្តិផងដែរដែលបានគ្រប់គ្រងខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យថាវាល្អខ្ញុំអត់ថាវាអាក្រក់ទេវាល្អមែនធ្វើឲ្យអ្នកមានភ័យធ្វើឲ្យអ្នកក្រតស៊ូកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែវាមិនត្រូវខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ថាវាមិនត្រឹមត្រូវពីព្រោះយើងមិនអាចជឿទៅអញ្ចឹងបានរហូតទេការដែលយើងជឿអញ្ចឹងដោយភាសាអង់គ្លេសមកគេថា the end justify the mean បានន័យថាលទ្ធផលចុងក្រោយវាកំណត់អ្វីដែលជាដំណើរការទាំងមូលហ្នឹងចុះបើខ្ញុំដឹងថាចៅខ្ញុំដឹងតែក្រទៅហើយខ្ញុំប្រឹងទៅអីទៀតចុះបើខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកងខ្ញុំអ្នកមានអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឹងទៅអីបើខ្ញុំក្រខ្ញុំដឹងតែក្រមកមួយចង់ខុសមកពីកងខ្ញុំក៏អ្នកមានអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងតែក្រពីព្រោះ the end we justify the mean អាលទ្ធផលចុងក្រោយហ្នឹងគឺវាបានកំណត់អា process ហ្នឹងរួចទៅហើយខ្ញុំអត់ចាំបាច់ខំប្រឹងទេបាទវាមិនខអីពីចៅលួចមន់មកចៅប្លន់ធនាគារទេបើយើងថាអូឲ្យតែលួចឲ្យតែប្លន់សម្រាប់ចៅទាំងអស់អញ្ចឹងបើខ្ញុំជាចៅវិញខ្ញុំជម្រើសយកទៅប្លន់ធនាគារខ្ញុំមិនទៅលួចមន់ទេមែនទេពីពួកអីអាចចង់ក្រួយគឺដឹងតែអញ្ចឹងហ្នឹងខំទៅអីទៀតនឹងអញ្ចឹងសាកមកប្រាងមើលបាទខ្ញុំសូមថែមបន្តិចទៀត29វិនាទីបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមានទីនេះចាត់ទុកជាអ្នកជោគជ័យចាត់ទុកជាអ្នកមានហើយខ្ញុំអត់ជឿថាកងអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអ្នកក្រទេអូខេបាទខ្ញុំមកជឿថាកងអ្នកទាំងអស់គ្នាសិស្សអ្នកក្របាទសូមអរគុណបាទឈានដល់វគ្គសរុបខ្លឹមសារទស្សនៈអ្នកមានមិនដែលបីតអ្នកក្រមិនដែលបីជាតិជារឿងត្រឹមត្រូវសូមបេក្ខជនខាងបដិសេធពេញម្ដងឡើងធ្វើការសរុបខ្លឹមសារសម្រាប់រយៈពេលនេះការប្រកួតរបស់ខ្លួនសូមអញ្ជើញរយៈពេល3នាទីបាទអរគុណច្រើនបងចំពោះពេលវេលា3នាទីចុងក្រោយគេថាyou change the way you think you change everything យើងគាត់ដូរការគិតណាគឺយើងដូរបែបទាំងអស់អូខេបាទជួនកាលវាខុសរវាងការគិតបន្តិចការគិតបែបនេះគឺជាការគិតបែបយើងនិយាយស្រួលយល់គឺជាការគិតបែបមិនអភិវឌ្ឍគឺជាការគិតបែបងប់កលាគឺជាការគិតបែបយថាកម្មនិយមគឺជាការគិតមួយទៀតនោះគឺបែបផ្ដេកផ្ដួលនិយមព្រោះអាងអីដឹងតែបើទៅកង់ទៅចប់កុសម៉ាទៅរួចខ្លួនបាត់ចឹងនិយាយចឹងណាអញ្ចឹងដូរការគិតបើសិនជាអ្នកបើសិនជាទស្សនៈនេះជាទស្សនៈមួយដ៏ត្រឹមត្រូវវាគឺនឹងនាំមកនៅអន្តរាយជាច្រើនចំពោះបុគ្គលដែលជាអ្នកមានស្រាប់ហ្នឹងហើយក៏ដូចជាប្រទេសជាតិទាំងមូលផងដែរមួយទៀតខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះនិទានរឿងខ្លីមួយបាទមានគាត់ម្នាក់នោះគាត់មានជំនឿខ្លាំងហ្មងបាទទៅលើសាសនាគាត់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ថាគាត់សាសនាណាទេគាត់ធ្វើបន់ច្រើនណាបាទអញ្ចឹងគាត់ជឿថាគាត់មិនស្លាប់ទេព្រោះមនុស្សធ្វើបន់ប្រហែលគាត់ទេដើម្បីពេញប្រពន្ធគុណទេណាដឹងថាគាត់ប្រកែធ្វើបន់ទេគាត់មិនងាយស្លាប់ដោយសាមញ្ញថ្ងៃមួយភូមិគាត់មានទឹកលិចដល់ភូមិគាត់មានទឹកលិចអូខេមាន
លេខជាន់ទី1អញ្ចឹងទៅគេនាំយកអូបងរត់ទៅទៅទៅជ្រលៀសខ្លួនទៅទីទួលសុខភាពគាត់ថាខ្ញុំធ្វើបំច្រានខ្ញុំមិនចេះស្លាប់ខ្ញុំមិនអាចស្លាប់ជីវិតខ្ញុំមិនអាចស្លាប់ដោយសារគ្រាន់តែលង់ទឹកទេវាសាមញ្ញពេកចឹងយ៉ាងណាអូខេអត់ទៅគេទៅអស់ឡើងដល់ជាន់ទី2មានទូកមួយបងមកថាបងមកទៅជាមួយខ្ញុំអូខេពីពួកអីមើលទៅមិនកើតទេមើលទៅលិចមែនតើអត់អូខេថាអត់គឺអត់ដែរអូខេខ្លាំងមែនតើដល់ពេលចុងក្រោយទឹកលិចទៅច្រើនទៅច្រើនទៅឡើងដល់ដបូលផ្ទះអូខេឡើងដល់ដបូលផ្ទះដល់ដបូលផ្ទះហេលីកុបទ័រមួយហោះមកហ្មងអូដូចរឿងចែកចែកចែកគីចាន់អញ្ចឹងអូខេមកដល់វឹបតលាក់ចដាវឹបប្រាប់ថាបងតោងចដាមកមិនបាច់ឡើងទេគាត់តោងបានហើយខ្ញុំយងមកឯងទៅគាត់ថាមិនខ្មិចចុងក្រោយគាត់ថាអត់អត់គាត់អត់ជឿថាគាត់ស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកទេពីព្រោះគាត់មានទស្សនៈមួយថាគាត់មិនស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកទេដោយសារគាត់បានធ្វើបន់ច្រើនណាទីបញ្ចប់ដល់ឡើងមកក្រឹកទៀតស្លាប់មែនព្រោះនឹងវែងតិចបាទព្រោះទៅដល់ឋាននរកចុះទៅដល់ឋាននរកជួបជាមួយនឹងយមរាជខឹងយមរាជមែនតើបាទខឹងមែនតើថាខ្ញុំធ្វើបន់ច្រើនណាលោកអត់មាន screen មើលពីក្រោមទៅទេឬក៏យ៉ាងម៉េចអូខេបានអត់ដឹងអីសោះអត់មើល Facebook អត់មើលអីសោះហ្មងឬក៏ម៉េចខ្ញុំធ្វើច្រើនមែនតើហើយធ្វើបំណាក៏បោះដែរអូខេបោះរហូតអញ្ចឹងសួរថាម៉េចបានលោកមិនជួយខ្ញុំឲ្យរស់រានមានជីវិតយមរាជឆ្លើយមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីថាអាណាគេឲ្យមរាជទៅហៅអាណាគេឲ្យយកទូកទៅអាណាគេជាអ្នកឲ្យហេលីកុបទ័រទៅខ្ញុំអញ្ចឹងសរុបមកវិញបានន័យថាជំនឿគួរតែមានប៉ុន្តែគុំជំនឿទៅទាំងស្រុងអញ្ចឹងពេកគឺវាប៉ះពាល់ជាមួយអាយុជីវិតខ្លួនឯងជំនឿនេះក៏អាចប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអនាគតក៏ដូចជាអាយុជីវិតក៏ដូចជាភាពសុខដុមរមនារបស់ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាប្រទេសជាតិផងដែរបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនបដិសេធឥឡូវនេះដល់នីតិរបស់បេក្ខជនគ្រប់គ្រងវិញម្ដងឡើងសរុបក្រុមសារគ្រប់គ្រងលើប្រធានបទដែលអ្នកមានមិនដែរបីតអ្នកក្រមដែរបីជាតិរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមសរុបដោយឈរទៅលើមូលដ្ឋានដែលសមត្ថកម្មមួយហើយនៅទ្រឹស្ដីមួយបាទសមត្ថកម្មនេះគឺសមត្ថកម្មដែលខ្ញុំបង្កើតខ្ញុំថាលុយបាទឬទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនជាសមត្ថកម្មនៃអ្នកមានលុយទេគឺជាសមត្ថកម្មនៃអ្នកមានប្រាជ្ញាហ៎បាទមានចំណេះដឹងហ៎អញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាបើឈរលើសមត្ថកម្មនេះវាទាញទៅកាន់ទ្រឹស្ដីមួយទៀតបាទហើយទ្រឹស្ដីនេះខ្ញុំក៏បង្កើតដែរហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលចូលរួមនៅថ្ងៃនេះពិតជាយកទ្រឹស្ដីនេះប្រើជាប្រយោជន៍បានហ្មងបាទខ្ញុំមិនឈ្នះមិនសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែបានប្រយោជន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេមាន4ចំណុចទី1អ្នកមានគេអត់វាស់លើលុយទេសំខាន់បំផុតគេវាស់តើអ្នកមានកម្លាំងអត់យើងមើលសុខភាពយើងអន់អត់កម្លាំងមានលុយលុយអត់ប្រយោជន៍ទី1ទី2កម្លាំងចិត្តបាទគឺមានចិត្តឃើញបាទអត់អីអត់ចោះគុំតែអត់ចិត្តអញ្ចឹងអាការមានចិត្តនេះគឺសំខាន់ណាស់ឃើញទេបាទការមានចិត្តនេះសំខាន់ហើយនេះបើសិនជាលោកហោច័ន្ទរដ្ឋាអត់មានចិត្តគណៈកម្មការទាំង7រូបអត់មានចិត្តវេទិកានេះវាយឲ្យងប់ក៏កើតឡើងអត់បានដែរហេបាទហើយអ្នកមាននឹងត្រូវរលាយអត់ដល់ចំនួនទី2ទេដោយសារតែខ្វះគតិបណ្ឌិតថ្ងៃនេះទេហើយថ្ងៃនេះផ្ដល់គតិបណ្ឌិតឲ្យអ្នកមានច្រើនណាបាទណាណាអ្នកមានច្រើនណានេះគឺថារឿងទី2ក្រៅពីមានចិត្តទេបាទក្រៅពីមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តមានកម្លាំងប្រាជ្ញាទេហើយកម្លាំងប្រាជ្ញានេះមិនដែលមានកម្លាំងឯងអីអាចវាស់វែងបានទេយើងឃើញអ្នកខ្លះអត់មានលុយហ្នឹងមិនអញ្ចឹងណាបាទដោយសារតែមានប្រាជ្ញាបានคลายទៅជាប្រធានាធិបតីឬទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកមានលុយលុតក្រាបសឹងងប់ឃើញហើយនៅដល់ពេលនោះយើងគិតទៅមើលទៅតើមានលុយសំខាន់ឬក៏ដែរគេបានទៅដល់ទីដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងតែសំខាន់នេះគឺជាកម្លាំងប្រាជ្ញាបាទហើយបើសិនជាបាត់បង់កម្លាំងប្រាជ្ញាខ្ញុំធានាថាអត់បីតអត់បីជាតិទេហើយជាទូទៅអាប្រាជ្ញានេះគឺជារឿងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនមែនជាដំណរពូជទេវាផ្ទេរអត់បានទេទោះតែអ្នកនឹងខំដោយខ្លួនឯងចុងក្រោយបាទគឺកម្លាំងស្មារតីក្រៅពីយើងមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងប្រាជ្ញាយើងត្រូវមានកម្លាំងស្មារតីបាទហើយកម្លាំងស្មារតីនេះកើតទ្រពឲ្យមនុស្សទូទាំងពិភពលោកបានទេបើសិនជាมันមានកម្លាំងស្មារតីទេគឺมันមានអ្វីអាចកើតឡើងបានទេសន្តិភាពមួយកើតឡើងដោយកម្លាំងស្មារតីសន្តិសុខមួយកើតឡើងដោយកម្លាំងស្មារតីសុភមង្គលមួយកើតឡើងដោយកម្លាំងស្មារតីការស្រឡាញ់គ្នារួបរមសាមគ្គីគ្នាកើតឡើងដោយកម្លាំងស្មារតីបាទដូច្នេះកម្លាំងទាំង4នេះខ្ញុំគិតថាសំខាន់ជាងលុយឆ្ងាយណាស់ហើយបើយើងមានកម្លាំងទាំង4នេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាគឺជាការល្អមែនទែនបាទណាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែបដិសេធដាច់ខាតអរគុណបាទអរឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយសូមឲ្យបេក្ខជនទាំងពីរមេត្តាងើបឈរឡើងហើយដើរមកខាងមុខចាប់ដៃគ្នាហើយអោបគ្នាសូមលើកដៃឡើងអបអរសាទរវេទិកាប្រកួតកំណត់ដើម្បីពង្រីកគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំអូខេសូមអញ្ជើញចូលទីកន្លែងដើម្បីមោទនភាពតោះ